Chào các bạn, mời các bạn đến với phần điểm tin bóng đá chiều ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6. Trong bản tin này của chúng tôi, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo châu Á dự đoán đội hình mạnh nhất Việt Nam đấu Thái Lan, tin vui cho Công Phượng. Thầy ruột của Công Phượng hiến kế giúp đội tuyển Việt Nam hạ gục Thái Lan. Phóng viên Thái Lan chia sẻ về viễn cảnh tồi tệ nếu đội nhà thua Việt Nam. Được thầy Park hứa ra sân 80%, Tuấn Anh nhận thêm liều doping từ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Báo Châu Á dự đoán đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan. Tin vui cho Công Phượng. Thưa quý vị và các bạn, tờ báo nổi tiếng Châu Á là Fox Sports đã dự đoán đội hình mà huấn viên Park Hang-seo sẽ sử dụng trong trận gặp Thái Lan vào tối nay sẽ là những gương mặt quen thuộc. 19h45 tối nay, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ trở thành tâm điểm của làng bóng đá trong khu vực. Dù King's Cup chỉ là giải giao hữu nhưng cuộc độ sức này đã được các bên làm nóng từ nhiều ngày qua. Và rõ ràng kết quả không chỉ là thắng và thua mà còn là danh dự và vị thế của mỗi đội. Theo tờ Fox Sports, với quyết tâm chơi một trận sòng phẳng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với những cầu thủ có nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu lớn. Theo đó, vị trí trong khung thành vẫn là thủ môn Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ của đội tuyển là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Bộ ba này thi đấu rất tốt tại Asian Cup hồi đầu năm nay và hy vọng ở giải đấu này cả ba sẽ tiếp tục phát huy hết khả năng của mình. Ở vị trí hậu vệ phải sẽ là sự trở lại của Văn Thanh, trong khi cánh trái vẫn là Văn Hậu. Trên hàng tiền vệ, Xuân Trường cùng Đỗ Hùng Dũng đã cặp ở vị trí trung tâm, người còn lại là Quang Hải. Công Phượng ở trận này sẽ được đá hậu công, còn người đá cao nhất trong sơ đồ chiến thuật của Thái Park là Anh Đức. Trong khi đó, tờ One phiên bản tiếng Thái dự đoán đội chủ nhà sẽ xuất phát với sơ đồ 442, đứng trong khung gỗ là thủ thành Cao Win Tham Sát Bộ đôi trung vệ của họ là Adison Prombrak và Sufan Thông Son. Hậu vệ cánh phải là Tristan Đỗ và hậu vệ cánh trái là Pansa. Ở hàng tiền vệ, Tanabon được dự đoán sẽ đá tiền vệ phòng ngự, trong khi tiền vệ trung tâm là Thitipan, tiền vệ phải là Sarek Yuen và tiền vệ trái là Thirathon Bunmathan. Trên hàng công là bộ đôi Adisak và Sumanea một tờ báo khác của thái lan đó là tờ bangkok post thì đánh giá công phượng là chân sút có chất lượng và háo hức muốn xem tiền đạo của hoàng gia lai đối đầu với hàng phòng ngự của đội chủ nhà tại Cup tờ báo này cho biết công phượng là cầu thủ chất lượng của những pha đi bóng tuyệt vời đây hứa hẹn là một màn thư hùng hấp dẫn khi có mặt của nguyễn công phượng hàng thủ thái lan cũng muốn kiểm chứng tài năng của cầu thủ này ở trận đấu sắp tới, các hậu vệ của Thái Lan sẽ nỗ lực để khóa chặt số 10 của tuyển Việt Nam bằng mọi cách. Tại trận đấu này, Công Phượng là cái tên được chú ý nhất, nhận được nhiều sự kỳ vọng khi gia nhập đội bóng Hàn Quốc Incheon hồi đầu năm nay từ Hoài Gia Lai với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Tuy nhiên, sau 4 tháng, Công Phượng đã chấm dứt hợp đồng và tìm cơ hội mới ở Pháp khi thử việc cho một câu lạc bộ ở League 2 của Pháp theo lời mời của Học viện GMG toàn cầu cũng trước trận đấu với Thái Lan vào tối nay, huấn luyện viên trưởng ông Sirisak cũng tự tin cho biết. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một huấn luyện viên giỏi. Tôi biết ông ấy đang kiêm dẫn dắt đội U23 và tuyển quốc gia của các bạn nên có sự am hiểu rất sâu về các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không thể gọi lên tuyển toàn bộ các cầu thủ giỏi được. Tôi biết điều đó. Chúng tôi đã tập luyện để đối mặt với đội hình xuất sắc nhất của Việt Nam và tôi tin chúng tôi có thể giành chiến thắng ở trận đấu này thầy ruột của Công Phượng hiến kế giúp đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Gorachen khẳng định bóng đá Việt Nam đã vượt qua hội chứng sợ Thái Lan và đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tự tin để đánh bại đội tuyển Thái Lan trong cuộc đọ sức ở Kings Cup 2019 diễn ra vào tối nay. Kings Cup 2019 gồm có 4 đội tuyển là Thái Lan, Việt Nam, Curacao và Ấn Độ. Ở lượt trận đầu tiên diễn ra vào tối ngày hôm nay, chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Việt Nam còn đội tuyển Curacao gặp đội tuyển Ấn Độ. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được coi là tâm điểm của Kings Cup 2019. Hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc và người Thái đang rất muốn gặp đội tuyển của chúng ta để phân định ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này. Còn về phía đội tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo chạm trán người Thái ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự Kids' Cup 2019 có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo ngoại Anh Gia Lai, có thể kể ra như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy. Những cầu thủ nói trên có thời gian cùng được đào tạo, có quen biết rất rõ với huấn luyện viên Gorachen. Chiến lược gia người Pháp có tên thân mật là thầy Zoom cũng rất quan tâm đến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai GMG nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Trước trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, huấn luyện viên của Ra cho biết Chúng tôi khẳng định lại quan điểm của huấn luyện viên Park Hang Seo, không có gì phải sợ Thái Lan. Ở trên sân, các cầu thủ có thể chơi sòng phẳng, ghi bàn, tạo khác biệt và không có chút sợ sệt. Dù đánh giá Thái Lan vẫn là đối thủ lớn trong khu vực của tuyển Việt Nam, song vị huấn luyện viên người Pháp cho rằng những năm qua Việt Nam đã tích cực đầu tư và phát triển bóng đá trẻ để các cầu thủ không bị tâm lý khi ra sân chơi lớn hoặc gặp như Thái Lan. Theo thầy Zoom, đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung, bình tĩnh trước sức ép cả trên sân lẫn khán đài từ đội chủ nhà. Nếu giải quyết tốt điều này, lối chơi của tuyển Việt Nam sẽ trơn tru, hoàn mỹ hơn và khả năng giành chiến thắng cũng sẽ cao hơn. Phóng viên Thái Lan chia sẻ về viễn cảnh tồi tệ nếu đội nhà thua Việt Nam. Truyền thông Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc đội nhà sẽ vượt qua Việt Nam tại King's Cup 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 lần giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan. Đó là thắng lợi 3-0 ở Tiger Cup 1998 và chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Chính vì vậy, Thái Lan luôn được coi là đối thủ kỵ dơ của tuyển Việt Nam mỗi khi hai đội bóng này đối đầu với nhau. Tuy nhiên, kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam, dường như chúng ta không còn là đội cửa dưới mỗi khi đụng độ với Thái Lan nữa. Gần nhất, tuyển U23 Việt Nam đã đè bẹp đại kình địch với tỷ số đậm 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020. Phóng viên Farad Emily của tờ Fox Sports Asia đã chia sẻ với truyền thông Việt Nam rằng tuyển Thái Lan khó đưa ra lời bào chữa nếu thua Việt Nam. Chúng tôi có lợi thế sân nhà và người hâm mộ cũng như báo chí rất mong chờ vào một chiến thắng. Trong khi đó, phóng viên Natakon cho biết, những gì chúng tôi muốn là một chiến thắng để xóa đi nỗi thất vọng khi đụng độ với bóng đá Việt Nam. Phóng viên Paul Murphy từng viết cho tờ ESPN còn thẳng thắn nhận xét thầy trò huấn luyện viên Sidisak nằm ở cửa dưới trong cuộc đối đầu này. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế giành chiến thắng hơn. Họ có phong độ tốt trong khi Thái Lan lại mất nhiều cầu thủ tài năng Ngoài ra, các thành viên trong đội cũng chơi khá phập phù trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tất cả các phóng viên Thái Lan đều có chung một nhận định đội nhà sẽ giành thắng lợi trước tuyển Việt Nam để tái lập trật tự của bóng đá Đông Nam Á. Được thầy Park hứa 80% ra sân, Tuấn Anh nhận thêm liều doping tinh thần từ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, gửi lời chúc tới con trai và toàn đội Việt Nam, bố của Tuấn Anh đang kỳ vọng con trai có thể ra sân và thậm chí là ghi bàn. Như quý vị và các bạn đã biết, chia sẻ trong buổi họp báo vào chiều ngày hôm qua. Chiến lược gia 60 tuổi cũng cho biết khả năng ra sân trong trận gặp Thái Lan của Tuấn Anh rơi vào khoảng 80%. Thông tin trên khiến cho ông Nguyễn Văn Dung, bố của tiền vệ Tuấn Anh, không giấu được niềm vui nhưng vẫn khẳng định nếu Tuấn Anh không thi đấu gia đình vẫn ủng hộ các quyết định của thầy Park. Việc ra sân hay không cũng không quá quan trọng bởi lần này thấy Tuấn Anh được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam cũng là điều hết sức phấn khởi. Sau những lần chấn thương, thấy con cố gắng để được như vậy đã là niềm vui lớn đối với gia đình rồi. Đá với Thái Lan tối nay, Tuấn Anh được ra sân là điều tốt, còn nếu không thì cũng không sao vì đó là còn do tính toán của thầy Park. Ông Nguyễn Văn Dung cho biết tiếp, lần lên tập trung này, Tuấn Anh cũng thường xuyên gọi về tâm sự với gia đình. Tuấn Anh chia sẻ hiện tại sức khỏe đang cảm thấy rất tốt, chân tay không gặp vấn đề gì cả có thể hoàn thành tốt các bài tập của thầy Park và không khí anh em trong đội cũng rất vui vẻ. Thấy tâm lý của con thoải mái như vậy, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi nghĩ Tuấn Anh hiện tại phong độ cũng tương đối ổn so với ngày xưa, kỹ năng chơi bóng vẫn là tố chất sẵn có rồi. Đặc biệt, ông Dung còn cho biết gia đình sẽ tổ chức để anh em bạn bè cùng tới xem. Ông khẳng định không đặt nặng việc con trai có được ra sân hay không mà trên hết tất cả sẽ cổ vũ cho một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Gặp Thái Lan thì bao giờ cũng rất khó khăn. tối nay dù chỉ là giao hữu thôi nhưng tính chất của trận đấu lại khá căng thẳng. Nhưng sau bao nhiêu đời huấn luyện viên, chúng ta mới lại có một người tài năng như thầy Park. Thái Lan họ rất quyết tâm cho trận đấu này, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với chúng ta. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ thắng Thái Lan với tỷ số 2-1. Nếu Tuấn Anh ghi bàn nữa thì càng vui hơn. Gia đình tôi cũng tổ chức để mấy anh em cùng tới nhà xem bóng đá vào tối nay. Tuấn Anh chưa biết có được ra sân hay không nhưng trước mắt chúng tôi vẫn muốn cùng tập trung để cổ vũ cho đội tuyển. Chúc đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm nhất, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và sẽ giành được chiến thắng trước Thái Lan. Bố của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gửi lời chúc tới đội tuyển Việt Nam trước giờ xung trận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn